Và đây là cái bài tập phục hồi sau khi mà chấn thương đứt dây chằng bên chày. Đấy, anh em mình tập từ những cái ngày sớm nhất nhá. Co lại, cái gót chân nó ngang với cái tầm gối của mình như thế nào. Xong bắt đầu là mình nhấc cái chân này lên. Nhấc cái chân này. Đó, 1, 2, 3, 4. Kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Chàng trai đau thế nào đây em? Em bị dây chằng bên này. Nhưng mà cái tư thế của mình chấn thương như nào? Em bị ngã rồi, nó bị gập gối. Em có video. Bị quặp, họ quặp chân vào xong rồi bị không rút được chân ra, thế là ngã ngửa sau nó gập cái gối. Họ xà khai chân. Thế là mình ngửa đằng sau cái là gập cái gối xuống. Thế sau khi mà bị chấn thương như thế này, đây này, nó quặt, nó khóa cái chân vào như này, nó bửa cái gối ra như này. Dạ vâng. Thì đây là từ hôm đấy là đến bây giờ được bao lâu? Hôm này em về là hôm thứ tư ạ. Em đi chụp luôn hôm đấy. Xong là ở cái chỗ chụp thì người ta chẩn đoán là rách sụn với rách bám phần dây chằng. Nhưng mà họ bảo là chuyển ra đa khoa tỉnh của em là tỉnh Thái Bình. Chuyển ra đa khoa thì họ bảo là cái này không rách, chỉ bị giãn thôi. Còn sụn thì hơi rách một tí nhưng không đáng kể. Thì họ bảo nẹp vào là được, nhưng mà em lên Hà Nội em khám lại cho nó chắc. Chứ bây giờ quan trọng là bây giờ gối em thấy thế nào rồi? Gối bên này thì em vẫn đi lại được, co vào thì nó hơi đau. Ở cái mạng bên này. Rồi may quá cháu trước không sao. Cái chân này lủng lẳng này. Không đau à? Không. Không đau, đau thì có phải tốt không nhỉ? Vậy không đau lắm ạ. Có như vậy đau. Đau rồi. Hơi đau. Lầm đó, lầm đó. Đau. Có hơi cảm giác. Đứt nhiều lắm rồi em ạ. Đứt ạ? Đứt từ chẳng bên chày ấy. Thật lỏng ấy. Đau. Thật lỏng ấy. Đau. Không đau lắm. Đây đau không? À. À có. Đây đau không? Có. Đây không? Đây không đau lắm. Đau. Ừ, có, hơi đau. Đây đâu? Đây không. Bên đây đau. Chỗ này đau. Hơi đau. À có đau. Như cái gối này của em ấy là bị kẹp, nó bở bửa ra như này này. Đấy, nó bửa bửa cả cái mặt trong đầu gối ra như này nhá, với tư thế như này. Thì dẫn đến cái việc là cái đứt vấn phần cao cái dây chằng bên chày này. Đây này, đây là cái gối của mình nhá. Có bốn cái dây chằng chính. Thứ nhất là dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, dây chằng bên ngoài, dây chằng bên trong. Thì với cái tư thế mà em bị bửa ra như vậy ấy, là nó bị giãn cái chỗ này ra và nó đứt cái dây chằng bên chày này. Cũng rất là may khi em bị kẹp khóa chân như vậy mà nó không đứt thêm cái dây chằng chéo trước, như thế là rất là may rồi. Thế tuy nhiên đối với dây chằng bên chày này thì nó có hai bó, bó nông, bó sâu. Cái 1/3 của cái bó sâu ấy thì nó lại bám vào cái sụn bên trong này. Đến lúc kia em bửa nó tổn thương cái sụn dây chằng bên chày ấy, nó có tổn thương một chút xíu thôi, bởi có sụn trên trong một tí xíu, nhưng không đáng kể gì cả. Cái sụn trên này thì hoàn toàn không cần phải phẫu thuật sụn trên này. Như trên cái video cộng từ của em đây này, nó đứt cái dây chằng bên chày này khá là rõ đấy, đúng cái dây chằng bên chày vừa rồi không? Trong cái dây chằng thì nó vẫn từ trên này xuống dưới này vẫn ok, vẫn nhìn thấy nó. Nhưng mà gần như là nó mất độ căng rồi, nó săn vào như này này, chứng tỏ nó đứt rất nhiều. Trên cái phim cộng từ là như này, và anh khám lâm sàng ấy, thì thấy cái gối của em nó khá là lỏng. Và em tổn thương cả bó nông và bó sâu. Thì khi mà nó tổn thương thì nó tách nhẹ cái này ra, nhưng cứ không sao cả, cái này thì chấp nhận được. Nhưng mà cái dây chằng bên chày của em nó quăn vào như này là chứng tỏ là nó đứt rất nhiều, tương đương với cái vùng trên lâm sàng. Thì thực ra của em đang lợi thế ở cái là khi em đang ở cái 72 giờ đầu thì cái tỷ lệ lành là nó tương đối cao. Đúng ra đối với cái này của em chứ không phải là chỉ đơn thuần là một mình cái dây chằng này đâu, giữ một mình dây chằng này đâu, sau này cái điểm bám trên này nó còn đau hơn rất nhiều nữa. Mình phải làm nhiều thứ nó mới ổn. Bây giờ tốt nhất là mình được tiêm huyết tương tiểu cầu đây, xong mình nẹp nó vào theo cả một cái lộ trình để mà điều trị cho nó đứt bán phần dây chằng bên chày đấy. Là lộ trình chuẩn, đúng 72 giờ đầu là chuẩn chỉ luôn.
Nhưng vấn đề của nó ở đây là của em là đứt khá là nhiều. Của em phải đứt 60-70%. Kể cả mình làm chuẩn đến như thế nào, chứ đúng tốt như thế nào đi nữa, thì nó cũng chỉ liền được một phần thôi. Còn nó lỏng thì nó vẫn cứ lỏng. Nếu đứt nhiều quá, ví dụ đứt dưới 50% số sợi ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Mình bảo tồn nó sẽ được nhiều hơn. Nhưng bây giờ đứt trên 50% số sợi rồi ấy, mình bảo tồn thì nó sẽ liền thêm được khoảng vài chục phần trăm nữa thôi. Nhưng nó vẫn bị lỏng. Mà nếu như mà em mà đá bóng với cường độ cao nó rồi ấy, nó lỏng như thế này thì khó khăn trong cái quá trình mà mình chơi thể thao với cường độ cao ấy. Nhất là môn bóng đá. Đấy là vấn đề. Nhưng còn để cái mức này mà để như thế này mà mổ thì cũng chưa có cái chỉ định mổ trong thời điểm hiện tại. Vấn đề nó lại như thế. Chỉ trừ khi mình làm tất cả mọi thứ rồi mà nó vẫn còn lỏng quá thì lúc đó thì mình mới phải phẫu thuật thôi. Phẫu thuật thì có thể là thay một dây mới hoàn toàn hoặc là gia cố thêm một dây nữa. Dây chằng bên chày. Còn nếu như mà những người bình thường mà không chơi thể thao cường độ cao ấy, thì với cứ như thế này mà rồi mình được tiêm huyết tương dầu cầu vào rồi xong mình nẹp vào, nó có cả quy trình để mà phục hồi dây chằng bên chày trong vòng từ 6 đến 8 tuần ấy, là nó ok thôi. Có những trường hợp bị nặng tương tự như thế này, nhưng nó không bị hết như này, mà cũng được tiêm huyết tương dầu cầu là can thiệp đúng mức ấy, là 8 tuần là đá được bóng. Nhưng của em không chỉ một mình cái điểm bám trên dây chằng bên chày này, mà nó cả toàn bộ cái dây chằng này luôn. Cho nên sẽ phức tạp hơn một chút xíu. Đó. Thì em có thể lựa chọn. Thế là tiêm là như là chúng ta đây. Tức là mình tiêm huyết tương dầu cầu vào đây này. Em lợi thế là đang trong vòng 72 giờ này. Thì chỉ cần tiêm một lần thôi, chứ không cần phải tiêm nhiều lần như những cái trường hợp mà ở ngoài cái 72 giờ đấy. Đấy, tiêm một lần rồi xong rồi nẹp nó vào. Nếu mà bị đứt nhiều như này ấy, nếu mà tốt nhất phải nẹp cứng khoảng 4 tuần. 24/4. Thế sau đó rồi nó có cả một cái lộ trình về sau để điều trị bảo tồn nó nữa, từ vật lý trị liệu cho đến tập phục hồi gân cơ tất cả các thứ. Còn khi mà làm tất cả mọi thứ mà nó vẫn còn lỏng, không đáp ứng được với lượng vận động đấy thì mình mới phải phẫu thuật. Thế bây giờ là tiêm xong rồi nẹp vào 4 tuần, xong rồi bắt đầu trị liệu. Đấy, cho nó sẽ cứng ra. Nó sẽ cứng nhắc ra. Nếu như ấy mà mình muốn để cho nó tốt nhất ấy, thì sau khi tiêm một tuần, sau đó mình vẫn nẹp nhưng mà mình sẽ đi trị liệu cho nó. Thì nó sẽ mềm dần ra, nó không bị cứng. Đến khi mình bỏ nẹp ra, nó không bị cứng cái cơ này. Và nó sẽ hồi phục nó sẽ nhanh hơn. Lộ trình của nó là như thế. Khi kiểu cái việc nẹp cứng rồi xong đi trị liệu nhá, nó là đương nhiên phải làm rồi. Đương nhiên phải mặc định là làm. Nhưng nếu mà bạn muốn làm tốt hơn, liền tốt hơn thì bạn tiêm thêm vào cái đấy. Còn không bạn nẹp vào nó đã liền được phần rồi. Đó, nếu như mà bạn đã từng xem cái video đứt 3/4 dây chằng bên chày có đá được bóng không ấy? Xem chưa? Có rồi đúng không? Quy trình của bạn là gì? Bạn cần nẹp nó vào. Dạ vâng. Nẹp nó vào, sau đó bạn đi trị liệu cho nó. Đấy, theo đúng cái quy trình. Đứt 3/4 cái dây chằng bên chày của anh Thanh thì thực sự là mình gặp rất nhiều những cái trường hợp này rồi. Mình thực sự là mình cảm thấy là rất là quan ngại trong việc đó. Thì cũng rất là may là anh bị từ tối hôm trước đúng không nhỉ? Tối hôm trước, sáng hôm sau là em đến, anh đến phòng khám luôn. Thì chúng tôi thấy rằng là tôi thấy đây là một cái chấn thương rất là nghiêm trọng, cho nên tôi phải tức là gần như là mình xử trí theo cái hình thức là cấp cứu luôn, tức là nhanh luôn. Chúng ta tiêm huyết tương dầu tủ cầu rồi chúng tôi bó nẹp nó lại, đó nẹp nó lại và chúng tôi cũng đã tiên lượng, cứ khoảng được 3-4 tháng sau thì anh mới có thể là chơi thể thao lại bình thường. Nhưng cho đến bây giờ là hôm nay đã tuần thứ 8 nhỉ? Tuần thứ 8 là anh đã chơi được lại rồi. Vấn đề là trước đó cũng đã phải anh tập thể lực rồi, tất cả thứ rồi, rất là tốt rồi. Đây nhá, cái nẹp này ấy, cái gối này là phải nẹp cứng như thế này nhá. Đấy, cái cách nẹp ở cái chỗ khuyết lỗ thò lỗ này thì mình phải nẹp cứng như này nhá. 24/24 nhá. Nó mới liền được cái dây chằng. Chứ nếu em để thả lỏng ra là cứng ngắc nhá. Không được có cái sự rung rinh gì ở trong cái nẹp này nhá. Chứ nhiều khi có bạn lại bảo nới nẹp ra để cho đi cho nó dễ. Và mình mới đang muốn cứng lên được cứng chân vào thì lại còn cho nó dễ, còn nói chuyện gì nữa. Đấy, như là em nhấc lên dễ chịu hơn chưa? Khi nẹp nó vào dễ chịu, đu đưa thoải mái đúng không? Đấy, bình thường đu đưa này nó đau lắm rồi đúng không? Dạ vâng. Bây giờ cái phải nẹp cứng như này 24/24. Thế sau rồi hàng ngày thì cứ khoảng 2-3 ngày một lần mình đi trị liệu cho nó. Còn đâu là mình chỉ tập chứ, mình tập toàn bộ cái nhóm đây này. Đây bạn nằm xuống hướng dẫn luôn để cái cách tập luôn. Nhá, bình thường như bây giờ nhá, mình tập như này này. Mình tập ở trong nẹp hoàn toàn, mình tập trong nẹp nhá. Tập nằm này, có tư thế nằm, có tư thế đứng. Thì mình tập ban đầu là mình tập cái bàn chân này thôi này, gấp hết cỡ này. Gấp bàn mu hết cỡ này. Rồi, gấp bàn lòng hết cỡ này. Đấy, cứ tập lúc của cổ chân này nhá. Cứ liên tục, cứ 10 cái một, hết mức này. Đó, như thế nhá. Đấy, xong rồi nhấc cái chuyện nào, tập nhấc này. Để làm sao mà giữ thẳng này, chân bàn chân và cẳng chân này vuông góc với nhau như này. Nhấc lên. Đó. Thì cái cứ nhấc của nó như nào, tức là bạn dùng cái chân lành này bạn co lại cái gót chân nó ngang với cái tầm gối của mình như thế nào. Xong bắt đầu là mình nhấc cái chân này lên à, nhấc cái chân này cho hai cái đùi nó song song nhau như này là được nhá. Đấy, chỉ thế thôi, không cần phải cao quá, không phải thấp quá, như thế tầm này vừa rồi. Đấy, nhấc này
Đấy. 5 đến 10 cái tập liên tục, bởi vì là nếu mà mình không tập là nó sẽ yếu đi là một, nhưng mà tập và tập này thì nó lại hồi phục nhanh hơn. Dạ vâng. 5 đến 10 cái nhá. Đấy, xong bắt đầu dạng ra là tiếp tục. Dạng ra 30 độ như này. Này, dạng ra rồi tiếp tục là nhấc lên. Nhá, dạng 30 độ này rồi, bắt đầu là dạng ngửa ra hết cỡ đi nào. Đấy nhá, nẹp này phải đỡ đúng không? Bình thường mà không nẹp này mà ngả cái chân này ra là đau lắm luôn này này. Dạ vâng. Đúng nhá. Nẹp này thì không sao đúng không? Đấy, tập cho cơ khép nhấc lên. Nhấc lên này ạ. Đúng rồi. Đấy. Đấy. 1 2 3. Đấy nhá, đối với đấy tư thế nằm ngửa nhá, và mình tập cho cả chân bên này nữa. Dạ vâng. Bạn cứ nhớ sấp ngửa nghiêng đủ hết luôn. Đấy, xong nhấc lên nào. Đấy. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nhá. Vâng. Lại nhấc lên như thế. Lại đưa ra 30, đưa ra trước 30 độ. Vâng. Lại nhấc lên như thế. Rồi. Rồi. Đấy, rồi. 10 cái như thế nhá. Đưa ra sau. Tập liên tục không có nghỉ, lại 30 độ, lại nhấc thế. Rồi. Rồi, rồi, đấy nhá. Đấy là tư thế nằm nghiêng nhá. Chân bên kia xong mình lại nghiêng lại làm chân bên kia tiếp. Tập liên tục không có nghỉ ngày nào hết cả. Phải tập thì nó hồi phục nó mới nhanh được. Đấy, xong nhấc thế, lại nhấc lên. Đấy, thế đúng rồi, đấy, thế thôi. Rồi. Đấy, tiếp đi. 5 lại cũng 5 đến 10 cái nhá. Rồi, rồi, bắt đầu thẳng nhá, xong lại nghiêng ra 30 độ. Nâng tiếp. Đây là tập cho cái nhóm cơ đùi sau này, cơ mông này, cơ lưng này và cơ mông này, vô cùng quan trọng cho hồi phục của khớp gối của mình. Bởi vì là nó sẽ giúp cho cái việc là giữ thăng bằng cho cái chân của mình được tốt hơn. Và đây là cái bài tập phục hồi sau khi mà chấn thương đứt dây chằng bên chày. Đấy, anh em mình tập từ những cái ngày sớm nhất nhá. Đó, cứ tập như thế rồi đi trị liệu thôi. Xong rồi những cái tuần sau thì sẽ có những bài tập khác. Đấy, bây giờ trong vòng 4 tuần đầu mình những tập những bài tập đấy là chính. Sau nữa thì nó sẽ có những cái bài mà đá dây chun rồi là đặt lòng ngóng sau. Bây giờ là có những cái bài tập như thế thôi.